Xin chào mọi người. Hôm nay em có chiếc Mazda CX-5 sản xuất năm 2019, bản 2.0 thế hệ 6.5, sản xuất năm 2019 nhé, chạy 6.000 km ạ. Rất là đẹp ạ. Biển tỉnh em bao rút hồ sơ cho mọi người nhé. Màu trắng ạ, rất là đẹp. Chiếc xe của em về gần như là em chỉ rửa nước lã thôi. Nói thật là về em cũng phủ ceramic rồi nên nó mới được đẹp này đấy ạ. Còn nếu không nó không thể nào bóng lộn được như này đâu. Hệ thống đèn pha của thế hệ 6.5 nó thay đổi nhá. Nó hơi có một cái mắt mí, nó đẹp hơn so với thế hệ 6.0 trước đấy. Hơn nữa là la răng nhá mọi người, để ý của em, la răng đó là la răng khác rồi. Nó không như trước đấy nữa. Nó là bản 6.5 rồi ạ. Ghế đấy, rất là đẹp luôn. Đảm bảo cho mọi người về số km và về chất lượng nhé. Mọi người có thể test hãng thoải mái ạ. Chiếc này thì bác nào mà mua thì gần như chỉ cần chuyển tiền thôi. Xe thì còn rất là đẹp. Các bác để ý của em này, ni lông còn chưa bóc này. Còn nguyên zin rất là nhiều. Trên bản Luxury thì được trang bị thêm loa bâu rồi mọi người nhé. Có cốp điện và loa bâu ạ. Lát em sẽ mở cho mọi người xem cốp điện ạ. Đấy, xe của em biển tỉnh nhá, em bao rút hồ sơ. Tất cả các bác mua xe thì đều được bấm biển mới ạ. Ghế rất là đẹp luôn. Đấy, rất là mới và căng. Những cái ốp và bực gióm này được chủ xe lắp thêm mọi người nhá. Đây, bản Luxury. Động cơ Sky Active thì mọi người đã sử dụng nhiều xe Mazda thì cũng biết rồi. Nó vô cùng tiết kiệm. Không phải là nó rất tiết kiệm luôn trong trong cái các cái hệ thống của xe ô tô bây giờ. Nỉ này còn nguyên, rất là đẹp. Cái này là để trải táp lô trên đầu nhá. Mà em tháo ra thôi, không phải vấn đề gì đâu ạ. Vẫn còn kích vẫn còn dây câu và ấy của Thaco mọi người nhá. Lốp sơ cua thì chưa hạ, còn nguyên ạ. Rất là đẹp. Đấy, có cốp điện nhá. Trên bản Luxury nếu vào bản có một bản thấp hơn ấy thì chưa có cốp điện đâu ạ. Và cái này thì có thêm bộ đôi nhá mọi người nhá. Lưu ý hộ em. Đấy, bộ đèn hậu nó cũng khá là đẹp rồi. Bốn quả lốp theo xe, lốp sơ cua thì chưa hạ. Xe còn rất là đẹp ạ. Cả bốn cái cánh cửa, những cái đầu này họ vẫn chưa bóc nhé mọi người nhá. Còn rất là đẹp, chủ xe khá là dữ đấy. Nói thật là chủ xe này là nữ. Thì trong xe này có một cái mùi nước hoa. Em nói thật với các bác là nhìn nghe nói ở đây thì hơi ngại một tí, nhưng mà nghe nó hơi phê. Nói thật luôn các bác thấy ạ. Cái mùi nước hoa nó rất là nhạy cảm. Đấy. Các bác có muốn thử cái cảm giác này thì có thể đến cửa hàng em xem xe nhé. Địa chỉ cửa hàng em ở số 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Đấy, mời các bác qua cửa hàng em xem xe thì có thể là không mua xe cũng được ạ. Xem xe và cảm nhận thôi. Vui vẻ ạ, em thì thoải mái thôi ạ. Các bác thích uống trà có thể qua cửa hàng em chơi. Đấy. Số km là 6.942 km mọi người nhá. Lưu ý một chút nhá, bác nào mà muốn qua cửa hàng em xem xe thì hãy điện thoại cho em trước nhá, tại vì mấy ngày hôm nay là hưởng ứng cái nghị định chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ấy ạ. Thì tất cả cửa hàng bên em đều đóng cửa và không riêng gì cửa hàng em cũng đóng cửa để chấp hành thôi ạ. Thì bác nào qua thì hãy điện trước để em mở cửa pha trà đón các bác đến nhá. Chiếc này em nói thật là nếu mà bác nào mua thì cũng tiết kiệm được đâu đó khoảng nếu ở Hà Nội nhá, tiết kiệm đâu đó khoảng tầm trên dưới 100 triệu đấy ạ. Khá là đẹp. Tiết kiệm được khá là nhiều. Đấy, bác nào thích thì có thể nghiên cứu. Rồi alo cho em. Đấy, tất cả mọi cái chi tiết trên xe này thì còn thật sự nó rất là mới á. Gần như là cái bác nhìn này, không có một vết xước nào luôn. Đấy, bác nào thích thì có thể chuyển cọc sớm cho em nhé. Đây, ở đây có cốp điện này. Đấy. Đấy, rất là nhiều những cái tính năng. Vô lăng thì
sờ nó còn rất là mới, rất thích đấy ạ. Các bác để ý bên cạnh thấy một chiếc xe rồi đúng không ạ? Các bác hãy chờ nhá, em sẽ có clip riêng dành cho chiếc xe Lexus giới 200T đó, và có một clip chung dành cho cả hai xe. Xin phép em dừng video ở đây, tạm thời là em xin kết thúc video ở đây. Mọi người hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Nếu bác nào muốn mua chiếc CX-5 này với giá 910 triệu hoặc là có thể điện thoại cho em để trao đổi nhé. Em có thể giá cả có thể thương lượng với mọi người qua điện thoại được ạ. Mua xe của em thì yên tâm là em đảm bảo về mặt chất lượng, bao test cho mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Em chào tất cả mọi người ạ.